lễ ký kết thỏa thuận phối hợp giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia NSMO diễn ra sáng ngày 27 tháng 11 năm 2024 tại Hà Nội. Thỏa thuận gồm 11 chương, 36 điều, quy định các nội dung cơ bản cho công tác phối hợp giữa EVN và NSMO nhằm đảm bảo sự hợp tác giữa các bên cho công tác quản lý vận hành hệ thống điện và thị trường điện theo các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm được pháp luật quy định, nhằm đảm bảo vận hành hệ thống điện và thị trường điện an toàn, ổn định, liên tục, kinh tế, thực hiện tốt các nhiệm vụ về cung cấp điện và vận hành thị trường điện do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định. NSMO cũng đã chính thức tách ra khỏi EVN từ 1 tháng 8 năm 2024 và trải qua một thời gian hoạt động thì công việc của NSMO cũng như sự phối hợp giữa NSMO và EVN cũng đã diễn ra hết sức tốt đẹp. Và hôm nay chúng ta bước lên một cái nấc thang mới là chúng ta sẽ ký một cái thỏa thuận hợp tác giữa hai đơn vị để làm sao cùng hoàn thành một cái nhiệm vụ chung là đảm bảo cung ứng điện an toàn ổn định cho đất nước. Thì hôm nay cũng là một cái dấu mốc rất là quan trọng trong quá trình phát triển của công ty vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia. Buổi lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam và công ty NSMO là một cái dấu mốc mà như chúng tôi đánh giá là cũng chỉ là chính thức hóa và tiếp nối hóa cả một cái quá trình gắn kết không thể tách rời của A0 trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam 30 năm vừa rồi và của 3 tháng khi mà từ kể khi thành lập NSMO đến nay. Lãnh đạo hai bên cũng bày tỏ kỳ vọng trong thời gian tới, EVN, NSMO và các đơn vị thành viên liên quan sẽ phối hợp chặt chẽ để tổ chức thực hiện tốt các nội dung tại thỏa thuận này ở mức độ hợp tác cao nhất.